giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 sáng, Paris 2 đến 4 giờ, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhiều thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2000. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Thiên Hạ Nikaya và Thiện Thất Tinh cho dịch Việt. Bài 34 kinh thập thượng Dasutara Sutta. Tất cả chúng sanh tồn tại do dưỡng tố, một pháp cần phải thắng tri. Thảo luận tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư. Tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chánh pháp do thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như ý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng tế phẩm, kính, là phước điện thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Để văn thị phước lành được các như ý cầu phúc lành phát sinh. Mời Bụt Đại Giác kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay bài kinh thập thượng. Phần tất cả chúng sanh tồn tại do dưỡng tố, một pháp cần thắng tri. Phần thảo luận tiếp theo, chúng con xin kính thỉnh ý quý ngài là có cần đọc lại bài học hay không, hay là trực tiếp thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp. Dạ con xin tỉnh lý Thượng Tọa Giác Đẳng, siêu Thượng Tọa Giác Đẳng ạ. Dạ con kính thỉnh Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính đại lễ Thượng Tọa Thượng Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm qua chúng ta có bài học về những cái điều kiện để duy trì sự hiện hữu của chúng sanh trong. Tuy nhiên, chúng ta sinh hoạt trọn cả 2 tiếng đồng hồ như bình thường. Tuy vậy, một là vì Thượng Tọa Pháp Tân gặp trục trặc kỹ thuật nên Thượng Tọa Pháp Tân không thể giảng hết bài học, và phần nữa là chúng tôi nghĩ rằng bài học có rất là nhiều chỗ cần được tất cả chúng ta ôn nhắc lại một cách rõ ràng, vì đây là một đề tài quan trọng trong Phật học. Chúng tôi có một niềm vui trong thời gian 20 năm vừa qua, đó là một số chư vị học giả, đặc biệt là quý thầy bên Bắc Tông và thượng là quý thầy bên Đại Thừa, đã chuyển sang một cái hướng mới, mà ở trong đó có một số các vị, ví dụ hòa thượng Chân Thiện, hay là đặc biệt nhấn mạnh về duyên khởi, nó là một ở trong những cái tâm điểm của Phật giáo. Chúng tôi vui mừng là bởi vì trước kia khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, đọc kinh điển của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, thì giáo lý duyên sinh
thì giáo lý duyên khởi được xem là thấp, bởi vì nó là A-la-hán thì giác ngộ tứ đế, độc giác thì giác ngộ giáo lý duyên khởi cho đối với giác, và Phật toàn giác mới phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và quả thực mà nói thì giáo lý duyên nó không đơn giản giảng khởi đó. Do vì nhiều người, đây là một đề tài quan trọng. Chúng ta tìm thấy rất là nhiều nơi chúng sanh trong cuộc đời này tồn tại là do những cái chất liệu, mà chất liệu nuôi này không về. Và ta có hai một hành giả tu tập nên quán thực liên quan đến cho đã bốn cái chất liệu của đời sống, chúng ta đều có nhận thức sai cái và nó dẫn đến những hệ lụy của cuộc sống. Thứ gì cái ngu dụ
Thượng Sư đã giảng rồi, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Lễ cái Phật, cái lễ giáo pháp, cái lễ chư thiên bằng lễ kính Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay theo lời đề nghị của Thượng Tọa Giác Đẳng, vì cái bài kinh ngày hôm qua chúng ta chưa có được thảo luận một cách viên mãn, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận cái đề tài về tứ thực. Và Thượng Tọa đã đề nghị chúng tôi giảng lại cái phần tứ thực với những cái chi tiết. Ở đây chúng tôi cũng xin cố gắng để trình bày cái câu nói mà tất chúng sanh duy tồn nhờ thức ăn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong duyên hệ tất thành á, một trong 24 duyên mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong cái bộ Ví Dụ Pháp thứ 7, bộ Mahapatthana, thì trong 24 duyên hệ đó, trong đó có một duyên gọi là Ahara Paccaya, tức là duyên hay là vật thực duyên. Và thực duyên này nếu tán nhuyễn ra theo chi pháp thì nó lại có hai duyên gọi là Namahara, danh vật thực duyên. Namahara Paccaya, danh vật thực duyên, và sắc vật thực duyên gọi là Rupahara Paccaya. Sắc vật thực duyên tức là chi pháp năng và sở được trình bày. Năng duyên ở đây tức là đoạn thực, cái Kapalinkarahara. Đoạn thực này là cơm, nước, bánh tráng, rau củ quả. Mà chúng ta ăn vào gọi là vật thực ngoại. Vật thực ngoại đó nó sẽ trợ cho sắc bọn vật thực. Vật thực chúng ta gọi là Aharaja Rupa Kalapa. Thì cái sắc bọn vật thực này chính là Ucha, tức là cái chất dưỡng tố khi mà ăn vật thực vào. Cái chất dưỡng tố đó
thì đó là A, B. Tức là khi có cái chất dưỡng tố gọi là ô chấp. Cái ô chấp này nó là cái tinh túy của Kapalinkarahara đã được chiết xuất từ nơi cái thức ăn thô hay là ngoại vật thực ngoại, nó trở thành cái chất dưỡng tố nuôi thân, là cái chất bổ để nó, cái chất bổ đó nó tỏa khắp cho thân. Nhưng mà cái chất dưỡng tố này nó trong tám sắc vật ly, tám sắc vật ly sắc bọn nào cũng có tám sắc vật ly đó, kể cả sắc nghiệp cầm cha ruột á, chính bọn sắc nghiệp hay là tám bọn sắc tâm chính ta cha ruột á, bốn bọn sắc quý tiết utucha rupa và hai bọn sắc vật thực, nó đều có tám sắc bất ly cả. Mà trong tám sắc bất ly đó nó gồm có tám thành phần là đất nước lửa gió sắc khí vị và ô chát là dưỡng tố. Thì như vậy cái chất dưỡng tố này nó thuộc một cái sắc mà chúng ta gọi là sắc Phật thực. Và cái sắc Phật thực đó nó nuôi cả cái thân tứ đại này, nuôi cả thân tứ đại này, nó duy trì cái thân tứ đại này. Như vậy thì năng duyên ở đây tức là sắc Phật thực và sở duyên vật thực nội, vật thực ngoại. Còn sở duyên ở đây trong trường hợp này là sắc bọn vật thực hoặc bốn bọn sắc pháp trong khắp chỗ thực. Đó là chúng ta nói trên phương diện chi pháp của sắc vật thực duyên. Còn khi mà chúng ta nói đến danh vật thực duyên á, thì năng duyên ở đây tức là xúc thực hay là xúc tâm sở, tư niệm thực sanchahara tức là chỉ cho tâm sở tư, và thức thực chỉ cho tâm. Cái này là vijñānahara. Thì danh vật thực cũng còn có nghĩa là câu sanh vật thực duyên, là bởi vì xúc tư nó thuộc về hành quấn, và thức thực, xúc thực tư thực, và thức thực nó xúc thực tư thực thì nó là hành quấn, và thức thực nó thuộc về thức quấn. Hai quấn này nó sẽ trợ hai quấn thọ quấn tưởng quấn động sanh. Thì như vậy ở trong một cái sắc na tâm sanh khởi thì đều có ba thực này, ba danh thực này là cái chất dưỡng tố để nuôi, để nuôi cho cái tâm pháp. Xúc thực là nó nuôi
xúc sở sinh thọ, thọ thọ quẩn, rồi thọ nó làm duyên cho tưởng quẩn, và tư thực tư biệt thực thì nó lại là cái chất dưỡng tố để điều động, để làm cho tăng trưởng lớn mạnh các cái pháp đồng sanh. Chúng ta có thể đó là câu sanh nghiệp duyên cũng được, tư niệm thực đó. Và cái thức thực tức là chỉ cho tâm hay là cái danh quẩn thứ tư, nó lại là làm cái chất dưỡng tố cho ba cái danh quẩn khác là thọ tưởng hành thức, à, thọ tưởng hành quẩn. Thì như vậy trong duyên hệ chúng ta thấy có hai cái loại thực duyên, hai cái loại thực duyên là ahara paccaya. Thì chính vì cái điểm này, thấy trong bài học ngày hôm nay trong chú giải có đề cập đến cái gọi là chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, ahara paccaya, thì được giải nghĩa là paccaya paccaya. Dân e khô tham mô tí dê nát bách chì dê nát tí thật tí. Được gọi là tại do vật thực, thì ở đây tức là tồn tại do duyên. Hễ mà có năng duyên trợ giúp trợ sanh thì cái này có, cho nên cái này gọi là thức ăn cho cái kia. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, mà nếu như mà dựa theo thông chú giải này thì chúng ta sẽ có được vật thực duyên ahara paccaya ở trong duyên hệ. Còn nếu như mà chúng ta dựa theo trong chú giải này mà chúng ta nói đến dương sinh, thì ở đây tất cả những nhân quả tương quan ở trong duyên sinh nó đều là vật thực cho nhau cả, nó đều là vật thực cho nhau. Ở trong một bài kinh Đức Phật ngài dạy nè năng ra cái gì, anh đang ra hỏi bạch Đức Thế Tôn gọi là già chết, cái gì là tập khởi, cái gì là thức ăn cho già chết. Thì Đức Phật ngài nói rằng già chết có sanh là tập khởi, có sanh là thức ăn, bởi vì sanh duyên lão tử, sanh duyên già chết. Rồi Tôn giả ngang ra cứ hỏi tiếp, hỏi tiếp, thì Đức Phật ngài nói rằng có hữu là tập khởi, có hữu là thức ăn,
Có thủ là tập khởi, thủ là thức ăn. Thủ có ái là tập khởi, có ái là thức ăn. Ái có thọ là tập khởi, có thọ là thức ăn. Thọ có xúc là tập khởi, xúc là thức ăn. Lục nhập, xúc có thọ, có lục nhập là tập khởi, là thức ăn. Lục nhập có danh sắc là tập khởi, danh sắc là thức ăn. Danh sắc có thức là tập khởi, có thức là thức ăn. Rồi thức có hành là tập khởi, có hành là thức ăn. Hành có vô minh là tập khởi, vô minh là thức ăn. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta thấy rõ là nhờ cái gì làm duyên cho cái đó, cho pháp đó sanh khởi, thì cái pháp làm duyên đó được gọi là thức, do cái pháp sở duyên sanh khởi. Thì như vậy chúng ta nói theo duyên sinh thì chúng ta nói như vậy. Và khi mà chúng ta luận bàn vấn đề này thì nó cũng không nằm ngoài cái điều mà trong chú giải ghi nhận. Bởi vì đối với thân này nó gồm có hai cái yếu tố gọi là danh và sắc, nam và rupa. Danh pháp tức là thọ tưởng hình thức, và danh pháp này nó do Phật thực, nó do những cái danh quẩn khác làm cái thức ăn cho nó được nuôi dưỡng được lớn. Nếu chúng ta nói theo trong duyên thì do xúc thực, tư niệm thực và thức thực để làm cho danh pháp được sanh, nó được lớn mạnh, nó được tồn tại. Và thân sắc của mình thì nó do cái sắc vật thực nuôi dưỡng, sắc vật thực làm cái thức ăn. Và ở đây chúng ta có hai cái sự lý giải về cái câu nói Sape Sata Aharatitika. Một lý giải thứ nhất là chúng ta nói về tất cả các pháp năng duyên là thức ăn cho sở duyên. Vậy chứ giúp bạn nói vì do nhờ cái này có mặt nên cái kia có mặt, thì như vậy là tất cả pháp hữu vi nó đều do duyên làm thức ăn. Chính vì chỗ đó mới gọi là Aharatitika, nó phải có thức ăn. Nếu mà chúng ta muốn biết cái thức ăn cho cái pháp đó, cho danh đó, cho sắc đó là gì, thì chúng ta theo mỗi một cái pháp sở duyên sanh ra nó đều có thức ăn riêng. Cũng như khi chúng ta nói con người sống nhờ thức ăn, chúng ta chỉ nói vậy thôi chứ chúng ta không có xác định là con người sống do nhờ cơm hay là nhờ bánh mì hay là nhờ rau củ quả
ta không có thể xác định được, bởi vì mỗi một người có cái thức ăn khác nhau, mỗi một cái văn hóa ẩm thực của mỗi quốc độ khác nhau. Chúng ta chỉ nói chung tức là con người sống do nhờ thực phẩm như vậy. Cũng như khi chúng ta nói các pháp sanh khởi, các pháp hữu vi được tồn tại là do nhờ thức ăn. Và chính cái điểm này đó thưa quý vị, nó lại khiến cho chúng ta nhớ đến cái pháp một chi trong bài kinh Phúng Tụng. Khi đề cập đến một pháp, cái chư một pháp thì trong bài kinh Phúng Tụng khởi đầu thì ngài Quán Tán này có thuyết nổi lên hai câu, hai pháp. Pháp thứ nhất là Sapi Sata Aharatika, tức là chúng sanh duy tồn nhờ thức ăn. Câu thứ hai là Sapi Sata Sankharatika, tức là chúng sanh duy tồn nhờ cái pháp hữu vi, tức là cái pháp bị tạo đó, bị tạo tác. Mà cái pháp bị tạo đó thì nó lại là cái pháp duyên hệ. Cho nên ở đây nếu mà dựa vào hai cái pháp đi song song này, chúng ta sẽ thấy rằng là chính do nhờ duyên trợ tạo ra pháp hữu vi mà chúng sanh được tồn tại. Ý nghĩa đó cũng nằm ở trong câu nói rằng cái pháp duyên đó chính là vật thực cho pháp hữu vi nó sanh khởi. Cái đó là chúng ta giải thích theo trong ở ví dụ pháp. Bây giờ chúng ta nói ở khía cạnh thứ hai, chúng sanh duy tồn vào vật thực, thì vật thực ở đây chúng ta thấy cái chữ ahara, chúng ta liền nói đến bốn thực. Nếu ở trong đây hai cái bài kinh được chứng chứng mà Đức Phật Ngài nói rằng tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, ở đây này các tỳ kheo có bốn vật thực này, thì trong trường hợp đó là chúng ta có thể xác định được rằng cái câu nói ở trong cái pháp cần phải thấm tri đó là chỉ nói nhắm đến vật thực thôi. Nhưng lần này ở trong cái bài kinh thì Đức Thế Tôn này đi thẳng đề là có bốn loại vật thực. Trong cái bài kinh trong Kinh Vô Bộ Kinh 2 trong bài 9, bài kinh có tựa là Thập Đức Con, thì Đức Phật ấy thẳng vấn đề này, các tỳ kheo có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình. Đức Phật giải thuyết cái vấn đề đó thì ở đây chúng ta cũng bàn thêm thế nào là bốn đoàn thực hoặc thô hoặc tế
Chữ đoàn thực ở đây Kapalinkarahara, nếu mà thô, đoàn thực thô là chỉ cho cái vật thực ngoại, cơm, nước, bánh, trái, rau, củ, quả. Và cái đoàn thực mà tế, sắc vật thực tế là chỉ cho cái sắc yếu tố do cái thức ăn đưa vào. Thực ra thì thưa quý vị, cái đoàn thực thô, chúng ta chưa có xác định cái món nào là đoàn thực. Vì sao vậy? Bởi vì người ta chế định, thí dụ như trước đây đó, có những cái loại rau mà người ta xem đó như là cỏ, cỏ dại nó mọc. Nhưng mà cho đến sau này ở một vùng khác, ở một vùng, một miền khác, người ta lấy cái loại cỏ đó, một cái loại lá đó để mà người ta làm rau đưa vào trong thức ăn thì nó trở thành Kapalinkarahara. Cho nên cái này nó không có xác định được là cơm, nước, bánh, trái, rau, củ, quả. Chúng ta chỉ lấy phổ thông thôi. Còn có những thứ mà người ta dùng làm vật thực mà có nơi họ không xem đó là vật thực. À, quý vị có biết rằng cái đọt, đọt non của cây bồ đề, cái đọt là cái lá non của cây bồ đề, cái bồ đề mà chúng ta trồng ở để kỷ niệm cái nơi Đức Phật ngài thành đạo đó, nơi mà thành đạo. Nhưng mà bây giờ người ta có dùng cái loại vật thực, cái lá non để ta làm cái thức ăn. Mà khi mà chúng tôi có tiếp cận với các vị thầy Phật tông thì các vị cho biết rằng ăn cái lá bồ đề nó cũng là một cái loại thức ăn nên thuốc. Nhưng mà chúng tôi chưa dám ăn, bởi vì dù đó được chế định là thực phẩm để ăn với bánh xèo này kia, nhưng mà chúng tôi cũng ngán lắm. Cho nên về cái vấn đề mà đoàn thực thì chúng ta không có xác định được. Nhưng mà khi cái gì mà ăn vào trong cơ thể nó hấp thu, nó chấp nhận rồi đó, thì nó trở thành ô chánh. Tức là vật thực nội thì lúc đó chúng ta mới xem đó là một cái loại vật thực để mà nó hỗ trợ cho cái sắc tứ đại. Rồi thứ hai gọi là xúc thực, gọi là phát xa ha rác. Ở đây thì Đức Phật ngài không có định nghĩa, không có nói rõ xúc thực là cái gì. Nhưng mà ở trong diệu pháp đó, thì xúc thực, chi pháp là tâm sở xúc, phát sát chia tới sự khác. Và xúc này nó thuộc về cái hành quấn mà nó sanh khởi đồng thời với tâm. Nhưng mà nếu mà lấy riêng ra thì xúc sở sanh thọ, tức là xúc làm thức ăn cho thọ, cho thọ sanh khởi. Thứ ba là tứ niệm thức, sanchetana hara. Ở đây cũng không có nói đến chi pháp trong bài kinh này.
Nhưng mà ở trong A Di Đà trong diệu pháp thì chính tư niệm thật đó tức là tư tâm sở. Và tư tâm sở này nó đóng hai cái vai trò, gọi là thức thực là nó làm thức ăn cho các cái tâm sở, các cái danh quấn đồng sanh. Thứ hai nữa là tư tâm sở này nếu mà chúng ta lấy về cái khía cạnh tư thiện hay tư bất thiện thì nó lại là thức ăn cho cái tâm quả sanh khởi, thức ăn cho tâm quả. Còn thức niệm thực, thức thực thứ tư là thức thực gọi là vijnanahara, thì ở đây chỉ cho tất cả tâm, bởi vì thức thực đó là thức quẩn, nó là thức ăn để sanh khởi thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn. Nói một cách khác là thọ tưởng hình thức nó đồng sanh trong một sát na thì chính thức quẩn đó, đó là pháp trợ duyên, gọi là phô sinh duyên hay tương ưng duyên cho ba danh quẩn còn lại là thọ tưởng hành, cho nên nó được xem như là một lời vật thực. Thì ở đây nếu mà nói theo chi pháp của Vi Diệu Tạng thì chúng ta nói là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta xem lại trong cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói thì ở đây Đức Phật Ngài chỉ nói trên phương diện là cái đề tài thiền quán cho vị tỳ kheo thôi. Tức là khi thọ dụng đoàn thực thì một vị tỳ kheo phải nhận xét ăn Phật thực đó cần phải nhận xét rằng ăn Phật thực này chỉ là để nuôi thân cho được, cho còn tồn tại, chứ không phải là để thăm, để đam mê. Ngài đưa một cái thí dụ giống như là hai vợ chồng ẵm một đứa con đi ngang qua bãi sa mạc, và khi đó đã hết vật thực, đã hết thức ăn rồi, thì bây giờ hai vợ chồng mới tính nhau là bây giờ trong ba người không có thức ăn sẽ chết, đứa con chết rồi, thì bây giờ người cha người mẹ của đứa bé mới lấy cái xác của đứa con để làm cái thức ăn. Khi hai người ăn thịt đứa con đó, không phải thăm lắm, không phải ưa thích, không phải để bồi dưỡng bổ dưỡng, mà ăn với cái tâm nhàm chán, với cái tâm ăn để mà sống, để mà vượt qua khổ sa mạc hiểm nghèo, chỉ vậy thôi. Thì ở đây là Đức Phật Ngài dạy cách cho một vị tỳ kheo tu tập
mà nhớ đến cái Phật thực. Là để ăn với mục đích vượt qua cái sự đói, không có tu tập được. Và xúc thực ở đây thì Đức Phật lại cho cái ví dụ khi mà lục nhập duyên cho xúc, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, mắt thấy cảnh sắc gọi là nhãn xúc, tai nghe tiếng gọi là nhĩ xúc, mũi ngửi mùi gọi là tỷ xúc, lưỡi nếm vị gọi là thiệt xúc, thân đụng chạm gọi là thân xúc, ý suy nghĩ gọi là ý xúc. Chính cái ý, chính xúc đó nó sanh ra thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc. Và do đó một vị tỳ kheo tu tập khi nhãn xúc khởi lên, nhĩ xúc khởi lên, tỷ xúc khởi lên, thiệt xúc khởi lên, thân xúc khởi lên, ý xúc khởi lên, do mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, thân xúc chạm ý suy nghĩ, vị đó cần phải rõ biết chính do duyên xúc này mà thọ phát sinh rồi ái phát sinh. Như vậy thì vị này mới thấy được, dầu cho xúc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thiết, cảnh vị, cảnh pháp, cái cảnh đó tốt hay là xấu, thì hãy nhớ lấy cái thí dụ của con bò mà nó bị đứt da. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi thấy quý vị im lặng, không biết là sao, hay là nãy giờ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Một con bò mà khi mình nó lỡ da thì thịt ở bên trong nó phơi ra ngoài trống, thì lúc bây giờ rồi nhặn và các cái con côn trùng nó đậu bám vào, nó rỉa, nó hút máu, thế là con bò nó phải. Vì tỳ kheo khi mà nhãn xúc cảnh sắc, nhĩ xúc cảnh thinh, cần phải được hiểu rằng là chính do xúc này mà nó tạo nên cảm thọ, dù cho thọ lạc nó cũng là khổ do biến hoại. Mà hãy là thọ khổ do xúc cảnh xấu thì thọ khổ đó như là một mũi tên. Còn thọ phi khổ phi lạc thì hãy xem như tất cả đều là vô thường, rồi nó cũng sẽ đơn điệu, cũng sẽ chán đi. Khi nào mà không có xúc, không còn xúc, thì lúc đó mới không có cảm thọ. Không có cảm thọ thì không có sự đau khổ. Còn con bò khi mà nó bị rách da, và thịt máu được phơi ra bên ngoài thì nó bị ruồi muỗi bô vào, thì nó tạo nên cái cảm xúc rất là khó chịu, rất là đau đớn.
Cho nên phải suy nghĩ đến cái chỗ đó. Còn nói đến tư niệm thực, Đức Phật dạy tư niệm thực vì thì theo cần phải xét như thế nào. Ở đây tư niệm thực tức là cái sự hành động, một cái sự hành động. Khi mà mình có cái hành động dù thiện hay là dù ác, hãy có sự hành động thì đương nhiên là có hậu quả của cái hành động đó. Và khi một vị tỳ kheo tu tập thì cần phải hiểu rằng nếu thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác thì cái tư niệm thực mà thuộc về ác đó thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả và tái sinh vào những cái cảnh giới khổ đau hoặc bị chịu cái hậu quả cay đắng, cái quả gì thuộc đắng cả. Còn nếu như cái hành động gọi là tư niệm thực mà thuộc về thiện, dầu thiện đi nữa thì nó cũng tạo nên cái sự tái sinh ở trong tương lai. Dầu cho tái sinh ở cõi người hay cõi trời thì vẫn là cái sự tái sinh luân hồi sẽ đưa đến sự khổ đau. Cho nên vì nó cần phải hốt hoảng, phải sợ hãi làm sao để thoát khỏi những cái hành động, những cái hành vi thuộc về thiện hay bất thiện, phải thoát bằng cách là phải đạt cho được cái sự giải thoát. Cũng ví như một người mà họ bị hai lực sĩ, hai người có sức mạnh nắm tay kéo đi và có ý muốn xô vào trong cái hố thăng lửa, thì người này cố gắng vùng vẫy vì người nghĩ rằng nếu mà ta rơi vào cái hố thăng lửa đó thì ta sẽ khổ và sẽ chết. Cho nên người đó cố gắng vùng vẫy thoát đi. Ở đây cái hố thăng lửa được ví như là cái điểm khổ trầm luân vậy đó thưa quý vị. Dầu cho cái hành động thiện hay là ác thì cuối cùng cũng phải đi rơi vào cái điểm khổ trầm luân đó. Cho nên phải thoát nó ra, không có gì chút nào không có chiều theo được. Đức Phật nói rằng là này các tỳ kheo, ví như phẩn, cho dù rằng chỉ là một đốm nhỏ xíu, nó chỉ dính trên đầu ngón tay thôi cũng đã là hôi thối. Cũng như nói đến cái sự luân hồi, cho dù rằng chỉ luân hồi còn một kiếp nữa, ta nói cũng là một cái sự khổ đau, cũng là một sự khổ đau. Cho nên khi mà hành phẩm hạnh pháp hay tạo thiện mà chúng ta có cái ý muốn mong mỏi được sanh về cõi trời của người đó là tự chúng ta làm khổ. Chúng ta phải nhớ lấy cái thí dụ này mà Đức Phật đã dạy. Và này các tỳ kheo, thức thực cần phải được nhận xét như thế nào? Tâm biết cảnh. Tâm biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Hãy mà nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thiệt thức giới, thiệt thức giới, thân thức, thức giới, ý giới, vị thức giới, những tâm đó, những thức đó hãy còn biết cảnh là nó sẽ đưa đến bao nhiêu sự phiền toái,
biết cảnh là đưa đến nhiều cái sự phiền toái đau khổ. Nếu một vị hành giả mà muốn vượt khỏi thì hữu sắc, thì vị đó phải quan sát xem cái sắc này, tướng đại này là nó phấn toán, nó phiền nhiễu, nó phát sanh đủ cả trăm thứ bệnh, bệnh mắt, bệnh tay, cho nên vì nó nhàm chán. Khi nhàm chán sắc rồi đó thì mới vượt khỏi hoàn toàn các sắc tưởng để chứng đạt được không vô vi xứ, cứ vô vi xứ vô vật. Nhưng mà đối với một vị mà họ đạt đến cái trình độ cao hơn nữa thì cho dù rằng cái thiền vô sắc, không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, là đã không có bị phiền toái bởi sắc, đã vượt qua được sắc rồi. Nhưng mà vì nó cảm thấy rằng thể còn thức thì còn có cái sự bám dính, mà còn bám dính, còn suy tư, còn nghĩ ngợi, thì như vậy nó vẫn là một cái sự phiền toái, một sự khổ. Cho nên vị này đạt đến một cái trạng thái định gọi là Sanya Quê Đế Di Tát Đi Rô Thắc Samadhi, là định diệt thọ tưởng, tức là chấm dứt cái tình trạng thức hiện khởi, chấm dứt tình trạng thức hiện khởi. Sắc pháp có cái quy điểm của sắc pháp, cái sự nguy hiểm của sắc pháp, và danh pháp có sự nguy hiểm của danh pháp. Cho nên đối với thức quẩn, đối với thức thực, cho dù thức đó là một thức ăn, đó là món ăn cho các danh quẩn khác, nuôi dưỡng các danh quẩn khác, nhưng mà đối với thức thực này khi còn thì còn cái sự thấy nghe ngửi nếm được mệt lắm thôi. Thấy nghe người đến đủ suy nghĩ, từ chỗ đó nó sanh không biết bao nhiêu là cái sự phiền toái khác, tham sân si khác, mệt mỏi khác. Cho nên trong bốn thực này, khi mà liễu tri được bốn thực, khi chúng ta biết được cái tập khởi của bốn thực, sự đoạn diệt của bốn thực và con đường đưa đến sự đoạn diệt của bốn thực, hiểu biết như vậy thì ngài Sarvaka trong bài kinh Chánh Thị Kiến, ngài đó ngài gọi đó là một chánh thị kiến của vị ấy. Chúng ta cần phải hiểu vậy. Khi nào mà chúng ta tu tập và chúng ta liễu tri được ở trong cái bệnh kinh kế tiếp, nếu đối với đoạn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được ăn trú tăng trưởng, mà chỗ nào thức được ăn trú tăng trưởng thì chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh chỗ ấy có các hành tăng trưởng, chỗ nào các hành tăng trưởng chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Và chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, thời chỗ ấy có sanh già chết, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ buồn não. Thì ở đây thưa quý vị,
Cũng bằng cách đó Đức Phật đã thuyết đối với xúc thực, đối với tư niệm thực, đối với thức thực cũng vậy. Nếu đối với có tham, có hỷ, có ái, có thức, được an trú, được tăng trưởng. Mà chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc. Vậy thức gì danh sắc? Chỗ nào có danh sắc sanh thì chỗ ấy có hành tăng trưởng. Mà chỗ nào có hành tăng trưởng thì chỗ ấy có hữu được tái sanh trong tương lai. Chữ hành ở đây tức là chúng ta phải hiểu là nghiệp đó. Còn hữu là chỉ cho sanh hữu ở trong tương lai. Mà chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chúng tôi không có thời giờ để mà chúng tôi tra cứu cái này. Vì ở trong cái bản dịch sao động vậy, nhưng mà cái câu nói rằng chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, cái chữ hữu được tái sanh thì nếu mà chúng ta nói nghiệp hữu mà được tái sanh thì cũng là một điều lạ. Mà chúng ta nói sanh hữu mà được tái sanh thì trong trường hợp cũng lạ. Chữ được tái sanh ở chỗ này đó, thì chúng ta nghĩ rằng nó không có ổn. Thì hãy chỗ nào có sanh hữu trong tương lai, còn sanh hữu trong tương lai là già chết trong tương lai. Mà hễ khi trong tương lai mà còn có cái thân sanh già chết thì ta nói chỗ ấy có sầu vi khổ ưu não. Thì ở đây thưa quý vị, khi nào không có đoàn thực, không có xuất thực, không có tư niệm thực, không mà không có sự tham đắm thì không có thức an trú tăng trưởng. Và chỗ mà không có thức an trú thì không có danh sắc, mà không có danh sắc thì không có hành, mà không có hành thì không có hữu, không có sanh hữu, mà không có sanh hữu thì không có già chết. Mà nếu trong tương lai không còn bị già chết, không có già chết thì ta nói chỗ đó không có sầu bi khổ u não. Cứ như vậy thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không phải như chúng ta thường hiểu bốn thực mà chỉ nói là ồ do nhờ thức ăn mà chúng sanh được sống, các sắc được lưu dưỡng, do nhờ có xúc cho nên có thọ được lưu dưỡng, mà do nhờ có tư nên tạo ra nghiệp và có quả được sinh khởi, do nhờ có thức mà các danh quẩn sở hữu được sanh ra. Chúng ta chỉ nói cái đơn giản như vậy, nhưng mà ở đây qua hai bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng là đối với bốn thực, cái được gọi là cái yếu tố để nuôi dưỡng cho chúng sanh tồn tại trong cái thế giới khổ đau này, thì bốn cái yếu tố đó cần phải được đoạn trừ, cần phải được đoạn trừ. Bởi vì nếu như mà tham đắm mở trong đời thực, hay là có sự ái tham đối với xúc thực, tư niệm thực, thức thực, thì cái đó dẫn đến cái sự khổ đau của tương lai. Cho nên là cái chỗ này nó cũng quan trọng lắm. Và chính ngay trong cái bài kinh Chánh Chi Kiến, trong một kinh
tôn giả Sariputta ngài cũng có nói đến phần chỗ này, là khi mà liễu tri được tướng thực, nhân sanh khởi tướng thực, sự đoạn diệt tướng thực và con đường đưa sự đoạn diệt tướng thực, cái đó được gọi là chánh tri kiến. Cái ý nghĩa chúng tôi đã cố gắng trình bày trong cái bài kinh ngày hôm nay với cái ý nghĩa là trình bày về cái ý nghĩa chúng sanh tồn tại do nhờ vật thực, do nhờ thức ăn. Và dựa theo hai bài kinh đó chúng ta thấy rằng chính do nhờ có bốn loại thức ăn này, chính do nhờ do có bốn loại thức ăn này mà chúng sanh được tồn tại trong cái sự khổ đau. Và do đó một người tu tập là phải làm sao nhàn chán và từ bỏ, đoạn trừ được bốn loại thức này thì lúc đó chúng ta chấp dứt cái sự khổ đau. Đó là ý nghĩa của bài giảng thì tôi xin chia sẻ đến quý vị. Và bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại với phần điều hợp Nam Mô Thầy. Sa thu rất là ý giảng về tứ thực hôm nay. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang đang có mặt trước máy, thượng tọa Pháp Đăng, ví dụ như là có hai thanh niên, một thanh niên quan niệm rằng sanh trong gia đình giàu có, tiền trên trời rớt xuống, rồi một thanh niên đó thì quan niệm rằng mình muốn có tiền mình phải làm việc cực khổ, thì cái ý niệm mà mình muốn có tiền phải làm cực khổ đó để có được đồng tiền đó, nó ảnh hưởng thế nào đến đời sống của mình. Và nếu trong cuộc sống này mình quan niệm rằng cuộc sống nó tồn tại điều kiện, nó phải có điều kiện đó, thì nó có ý nghĩa gì đối với người sự tu tập của người Phật tử? Mà hay là cuộc sống này là nó không có điều kiện gì để tồn tại hết, tất cả đều là ngẫu nhiên hay tất cả đều là do sự an bài của Thượng Đế chẳng hạn? Thì xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Quang Hiển chia sẻ tại có điều kiện đó. Hôm nay chúng ta nói về tứ thực, nó gì đến sự tu tập của người Phật tử? Kính thỉnh Thượng tọa. Niệm ngày xưa tới đến bây giờ cũng có nhiều người nghĩ rằng cái người tuổi đó là có Quan Âm độ mạng hoặc là Chúa Ngọc, Chúa Tiên, Chúa Sứ hoặc Bà Quan Âm độ mạng, rồi người có cậu tài cậu quý, rồi có Quan Thánh, có Châu Sương Quan Bình, có cậu tài cậu quý độ mạng. Sự những điều đó nó cái tín ngưỡng nhân gian chứ không phải là lời dạy của Đức Phật dạy cho mình có trí tuệ chứ làm cho mình mê tín. Nên khi mà Đức Phật ngày giảng về tứ thực đó là cái nguyên nhân của sự tồn tại của chúng sanh. Mình thấy luôn cả con vật ấy, nó cũng có nhiều cái loại vật rất là kỳ lạ. Có một lúc đó con coi một cái nghiên cứu nhà nghiên cứu về nước Úc. Và họ nói rằng cho con gấu trúc, gấu bola đó nó ăn cái loại tràm bông vàng này rất là độc. Khi con gấu bola nó ăn vào được đó thì
ở trong cái dịch tỳ của nó đó, ở trong cái bao tử của nó đó, nó tự có một cái loại hóa giải độc tố mà nó trở thành vật thực. Con gấu gô la thì nó mới, con gấu trúc nó mới, con gấu gô la nó cái lá trầm bông vàng này thôi, chứ không có một cái loài nào mà ăn được hết. Thì tình cờ con ngồi con coi theo dõi, con thấy như vậy thì con mới nghĩ rằng ở trên đời này có rất là nhiều những cái loài độc. Mà ví dụ mình thấy rắn độc có nhiều người ăn phải bỏ đi những cái loại độc tố có thể ăn được, nhưng mà những cái loại khác có thể nuốt hết con rắn độc và nó không có sao hết trơn. À, nó vẫn sống mà cũng trở thành đoàn thực, trở thành vật thực nuôi những cái loại đó. Sao con nghĩ rằng nha, mình hiểu được cái nghiệp ác của chúng sanh, có nhiều chúng sanh như Đức Phật ngày dài trong bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, có nhiều loài nó ăn xác chết, xác chết dòi không mà nó ăn. À, mình thì đa số những xác chết thì không à, những cái loài giả can, những loài chó nó ăn xác chết, mà thật sự là xác chết, mình nhìn nó xác chết nào cũng rất là nhiều dòi, nhưng mà ăn xác chết đó. Thì con người của mình nếu ăn chừng một hai con dòi mình cũng phải đau bụng, nhưng mà đối với con chó thì cái xác chết là cái vật thực của nó. Hay là nhiều khi nghĩ lại những con ốc, những con nghêu, những con ốc đó, mà nó tiêu hóa được à, trong cái dịch tỳ nó bài tiết ra, nó làm cho cái vỏ ốc nó cũng trở thành vật thực. Thì thật sự mình thấy là như vậy, mình mới thấy rằng cái nghiệp của chúng sanh đó, và cái sanh đó, cái vật thực mà duy trì chúng sanh đó, cái loại nào mà ăn uống nhai nuốt nếm để cho cái à, trong kinh cũng có mô tả những đoạn như vậy, đều gọi là đoạn thực hết. Thì theo con nghĩ rằng á, đối với những chúng sanh mà mình thấy có những cái câu chuyện mà loài ngạ quỷ cũng như là đẻ con rồi nó lấy con nó lên nó ăn, à, nó cứ đẻ ra rồi nó ăn, nó đẻ ra ăn à, mà chư vị thánh như ngài Mục Liên ngài có thiên thuần tịnh, ngài thấy được cái loại ngạ quỷ đó nó kỳ lạ như vậy đó. Nó cứ đẻ con rồi nó lấy con lên nó ăn con nó, rồi nó đẻ ra nó ăn như vậy, ác của những loài. Và có nghĩ rằng á, đối với một cái người cư sĩ nhìn vào cho đến tất cả những gì ở trên thế gian này đó, những cái loài nó có cái kỳ quái đến mức độ nào đó à, thì nó cũng có cái nhân quả của nó, nó cũng có những cái điều kiện à, để nó tồn tại những việc này. Nhưng mà các nhà khoa học thì họ chỉ nghiên cứu à, mà họ có thể nghiên cứu sâu khi mà họ thấy con gấu gô la mà nó ăn cái lá tràm đó, thì họ nghiên cứu cái lá tràm cực kỳ độc, đến nỗi loài sâu nó cũng không ăn, không dám ăn cái lá tràm đó nữa à, vì lá tràm rất là độc, loài sâu nó cũng à, có à, loài sâu nhưng mà nó cũng không dám ăn cái lá đó. Các nhà khoa học nghiên cứu và họ thấy tại sao con gấu gô la nó lại ăn cái lá tràm đó không, thì khi mà họ nghiên cứu hoặc cơ thể của con gấu gô la đó, thì trong cái dịch tỳ, trong cái bao tử của nó đó, nó có một cái loại nó gọi là hóa giải những cái độc tố trong cái lá tràm đó mà trở thành vật thực của con gấu này, nên con gấu này chỉ ăn có lá tràm bông vàng thôi. Bởi vì khi mình nói như mình thấy rằng á, cái mình hiểu được cái nhân duyên à, cái chuyện nói về đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, thì đoàn thực á, là cái loại vật thực nào mà cái loài đó nó ăn, nó uống, nó ăn, nó uống, nếm à, và trở thành cái sự duy trì cái sinh mạng của nó, thì mình gọi là đoàn thực. Thì như vậy khi mình nói đến xúc thực á, thì rõ ràng á, trong giáo lý thập nhị duyên nói rằng do cái xúc là nhân là duyên sanh lên thọ, và mình thấy rằng xúc thọ đó là cái quả hiện tại của chúng sanh à, những cái xúc thọ đó là cái quả hiện tại, thọ và nối với ái là cái nhân hiện tại. Như vậy thì Đức Phật này dạy đó, đối với tứ thức này đó là một cái nhân duyên mà với Phật trí Đức Phật này đã thấy được sự tồn tại của chúng sanh, cái sự luân hồi có mặt của chúng sanh, nên Đức Phật này thuyết giảng để phá cái thường kiến à, thượng đế cho là thượng đế hoài, hay con người là con người hoài, không thể nào làm con thú. Nhưng mà Đức Phật này thuyết giảng để phá cái thường kiến này, vì con người đó, và con thú giống nhau, cũng có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân duy trì nội giống và tâm suy nghĩ thương ghét.
và con người cũng giống như vậy. Nên khi Đức Phật ngài thuyết, con người khi mà làm tội có thể sanh làm thú được, để phá bỏ thường kiến đối với những người họ tin có Thượng Đế, thì thuyết Thượng Đế nó cũng không có ở trong thuyết chánh kiến của Phật tử, mà chỉ biết rằng Thượng Đế là do cái thiện nghiệp mà thành Thượng Đế thôi. Ví dụ chúng ta thấy câu chuyện mà Đức Trời mắt khá vua mà cõi trời Đao Lợi mà cõi Tam Thập Tam Thiên 33 vị thiên tử đó, thì đều là những cái thiện sự công đức mà sanh lên cõi trời. Và cũng để phá đoạn kiến là chúng ta nghĩ rằng chết là vì chết là hết khỏe thôi, phải luân hồi để chịu cái sự sanh tử ở đâu. Nhưng mà thật sự nó có cái luân hồi kiếp sau, nên chết sanh vào những loài súc vật phải chịu cái hậu quả, rồi cái thân của mình phải làm vật thực cho những loài khác thôi, không thể nào tránh khỏi hết. Để cho mình thấy rằng cái ý niệm mà có một Thượng Đế thần linh, có một tự ngã trong sắc thọ tưởng hành thức thì nó không có, nó chỉ là các pháp do duyên mà sanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng do cái thiện nghiệp chúng ta sanh làm người lạc nhị nhân hay người lạc tam nhân, chúng ta sanh làm người thông minh hay là người học nhiều hay học ít. Cái người mà nhị nhân thì học 10 biết 1, cái học người tam nhân học 1 biết 10, thì rõ ràng là do pháp, do cái pháp thiện, do tâm thiện hợp trí hoặc là ly trí cho ra cái sự tái sanh của chúng sanh. Và chúng sanh có phước hay không phước mà sanh ra có nhiều bệnh tật hay là ít bệnh tật, thì điều đó nó được nói đến như vậy đó. Mình thấy rằng cái ý niệm của cái cuộc sống tồn tại đó là những cái loài thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực thôi, không ngoài cái đó. Thức thì là tâm sanh, nó thì thọ tưởng hành thức sanh. Sắc quẩn này thì được dây mượn từ sắc tứ đại thôi. Ví dụ mình thấy rằng tất cả những cái vật mà mọc lên từ đất và các cái loài nó ăn từ những cái loài mọc lên. Chúng ta thấy những cái loài trâu bò, những cái loài dế đồ, những cái loài châu chấu cào cào nó ăn cỏ, rồi những cái loài chim đó nó ăn cào cào châu chấu để nó lớn, thì rõ ràng thật sự là nó cũng ăn từ đất thôi. Nhìn thấy là rõ ràng nó ăn từ đất. Các loài này nó ăn, rồi loài kia nó ăn loài này, nhưng mà nó phát triển cũng từ đất thôi. Ví dụ chúng ta ăn bắp đầu lúa, thậm chí những con cá nó ăn những cái tảo rong nội dưới biển, hoặc là những cái xô, thì nó cũng từ đất nước lửa gió mà nó hình thành những cái loại đó. Mà những con cá nó ăn con cá nhỏ, nó ăn cá lớn, nó ăn cá nhỏ, nó cứ vậy thôi. Nó cũng không ngoài cái sắc pháp để nuôi dưỡng sắc pháp. Nên thường thường mình học sắc pháp nó rằng sắc tứ đại sanh ra sắc y đại sinh. Sắc tứ đại là đất nước lửa gió, sắc y sinh là sắc thần kinh, sắc cảnh giới. Những điều này cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, ngài biết rằng chúng ta dù ở hình thức nào đó, cũng vay mượn ở trong cái thân nuôi dưỡng này đó. Mới ví dụ như người mẹ mà con chết thì phải làm thịt tươi thịt khô, hoặc là trong bài kinh bữa hôm đọc đó, là con chưa chết nhưng mà vì ba người không thể nào chết hết ở trên sa mạc, nên cha và mẹ phải làm thịt đứa con đó để làm thịt tươi thịt khô để ăn. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó, ăn uống đó là ăn uống. Mình nhiều khi mình thấy rằng bất luận là người nào ăn uống, cái loại ăn uống nào nó cũng ăn từ dành dực những loại khác. Những người ăn chay thì họ ăn rau đó, họ cũng dành dực với những con sâu, họ xịt thuốc giết những con sâu để họ ăn. Họ ăn lúa họ cũng giết những con mò, những con này kia nọ nó ăn cây lúa đó, họ cũng giết những vật đó để họ dành lại cái đồ ăn của họ ăn. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái tuệ giác của Đức Phật, đối với thiên nhãn thuần tịnh, đối với cái Phật trí của Đức Phật ấy, thì ngài thấy là khổ như vậy. Nên những cái sự khổ này nó đều là có nhân duyên. Có nhân duyên có nghĩa là bởi chúng ta thấy rằng cái tư niệm thực đó là cái sở hữu tư tạo nghiệp luân hồi. Mà hệ tư này có đó thì rõ ràng là chúng ta phải có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và chúng ta có tiếp thâu, có quan sát, đó là tâm quả. Nhưng mà khi quan sát mà không như lý đó, thì chúng ta có tham là có phiền não, có thủ là có phiền não, có vô minh, có ái là phiền não. Thì nó đưa đến cái sự luân hồi trong tương lai. Nó hình thành cái tâm thức đi tái sanh kiếp sau. Dù là thiện hay là bất thiện. Bất thiện sanh làm súc sanh, thiện thì sanh trời người. Như vậy thì mình hiểu được cái sự tứ thực đó, để Đức Phật thuyết cái tứ thực để phá bỏ cái thường kiến
đối với người nghĩ rằng mình thường hàng hoài, đối với người nghĩ rằng đoạn kiến chết là hết, à, thật sự nó có nhân có quả, à, nó phá bỏ thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến và vô hành kiến. Bởi vì chúng ta thấy trong tư là hành quẩn, mà hành đó là cái phúc hành hay phi phúc hành, nó tạo nghiệp luân hồi. Như vậy là phá bỏ những người nói rằng tôi vui, tôi buồn, mà hành động thiện ác, cho đến ăn uống, chúng ta muốn ăn uống nữa cũng là tâm tham thúc đẩy chúng ta, hoặc là tâm thiện, chúng ta nghĩ chín chắn mình ăn để mình tu hành. Rồi nếu mình nghĩ chín chắn như vậy thì mình ăn với cái tâm thiện. Còn mình ăn tham là mình trộm cắp mình ăn, mình ngó qua ngó lại không có người để mình ngốn vô họng mình, đó là tâm tham. Và khi mình ngốn như vậy là tâm tham thúc đẩy mình ăn như vậy. Thì những người mà có tâm tham như vậy đó, họ sanh làm súc sanh. Nhiều khi mình thấy những loài sâu bọ nó sanh trong những cái trái cây nó ăn. Hay là mình nghe nói vị tỳ khưu nhớ cây mía sanh làm con sâu trong con mía. Thì chuyện này Đức Phật với Phật trí, Đức Phật đã nói như vậy rồi. Thì rõ ràng chúng sanh mình ăn tâm thiện để mình nhàm chán cái uống này với cái vô tham, vô sân và trí tuệ, để mình thấy được ăn, mình nỗ lực, mình tu tập để mình đoạn trừ cái phiền não tái sanh. À, nên Đức Phật này để cho mình tu tập, phá bỏ được thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Đối với một người Phật tử chân chánh thấy được nhân duyên, à, thấy được tứ thực này là cái sự luân hồi. Và nếu mà không có vật thực nuôi đó, thì không có tồn tại. Và nếu đã không tồn tại gọi là chấm dứt luân hồi. Bởi Đức Phật ngày phiền não đoạn diệt rồi thì không có luân hồi trong tương lai. Ngũ quẩn này mà mất thì ngài không có luân hồi trong tương lai nữa. Và ngài đã giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa nói cái ý niệm của cuộc sống tồn tại có điều kiện liên quan gì đến sự tu tập của người Phật tử để phá bỏ cái tà kiến, để thấy được cái sự thực của cái sự luân hồi, nó có cái đoàn thực, xuất thực, tư niệm thực, hình thành cái sự vui khổ trong cảnh giới tương lai thôi. Con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa để Thượng Tọa có nói thêm gì nói, còn không thì Thượng Tọa tiếp tục đi họp. Sao thông kính trình này, Thượng Tọa đọc máy không? Nếu Đại Đức Quyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Quyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 2. Bây giờ chúng ta đi đến một cái ý niệm khác. Đó là khi mà mình nói rồi, tất cả pháp gì do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt cả. Thì câu đó nếu mà mình nghiệm cho kỹ đó, nó mang một cái ý nghĩa gì đối với sự tu hành của chúng ta? Xin kính thỉnh Đại Đức Quyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông. Con xin tuân lệnh sư phụ thảo luận cái câu số 2, hỏi rằng ý niệm các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt, có liên quan gì đến sự tu tập của người Phật tử? Kính thưa sư phụ, cái câu này là một câu của một người A-la-hán trong cái nhóm Kiều Trần Như, ông ta tên là A Xà Chí. Mà khi mà ông A Xà Chí này có một cái thái độ và cái cung cách của một người tu sĩ, một bậc vô học, mà có cái dáng đi và cái cung cách rất là thần thánh, mà làm cho cái sự chú ý này, cái Sapa, ngài Sariputta rất là quan tâm. Bởi vì ngài cái Sapa lúc mà cũng là một cái người học thuộc lòng tâm kinh Vệ Đà, cho nên là khi mình nhìn thấy nó vậy thì ông ta rất là ngạc nhiên, có lẽ là một cái người đặc biệt nào đây. Thì ông ta cứ theo dõi, khi mà thấy cái vị mà ông A Xá Chí này đi đi khất thực rồi đến giờ tìm cái chỗ mà để ngồi, thì để mà dùng khất thực, thì ông ngài Sariputta mới trải chỗ cho ông, soạn chỗ cho ông ngồi, và dâng tâm xỉa răng và dâng nước cho ông ta. Và sau chúng ta ăn xong rồi thì hỏi là thưa ông, ông là tu hành với ai mà cái tướng mạo rất rất là quan, rất là đẹp đẽ,
và các căn của ông rất là thanh tịnh. Thì ông nói là tôi tu hành với lại ngài Đức Phật Gautama, và ngài xin ông giảng cho ta một bài pháp. Thì chính cái câu mà các pháp đều do duyên sanh thì cũng do duyên mà diệt. Thì khi mà ông ta vừa giảng tới đến đó thì ngài Sariputta là một cái người rất là thông minh, vừa giảng tới đó thì ông ta đắc tu đạo hoàng rồi. Ông ta đắc tu qua đạo đàng hoàng rồi, ông thôi giả thua đủ rồi. Thua đỏ rồi. Đó. Ông thua đủ rồi, bây giờ ông cảm ơn và ông hỏi ngài A Sa Chí Đức Phật đang ở đâu thì ngài A Sa Chí nói là ở Kỳ Viên rồi. Ông nói là ông có người hẹn người bạn là ngài Moggallana. Rồi để khi mà người nào mà tìm được cái pháp bất tử thì sẽ thông báo cho nhau. Và cái người ông A Sa Chí này đó là sau này mà cái ngài Sariputta lúc nào cũng tri ân cái ngài này, dù sau này ngài Sariputta đã chứng A La Hán và được làm thượng thủ thanh văn đó, mà vẫn nhớ ân ngài A Sa Chí. Khi ngài A Sa Chí ở nước hướng nào thì ông ta quay đầu về hướng đó, mà ngủ quay đầu về hướng đó. Kính thưa sư phụ, vì cái câu này là cái câu mà nó là một cái coi như một cái công án để cho những cái người mà tu hành biết, tất cả những người Phật tử hay là tỳ kheo ai cũng biết là các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt. Đó, cái câu đó mà Đức Phật ngài giải bốn câu: các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy, tức là bốn câu là như vậy. Thì đối với cái người tu hành của chúng ta thì cái câu này là thật, nhưng nếu mà chúng ta quán là chúng ta hiện hữu trên thế gian này thì chúng ta phải biết là cũng có cái do duyên mà chúng ta có mặt, tức là có cha có mẹ của chúng ta, rồi chúng ta lớn đến thế này thì cũng do có câu Đức Phật giảng giải là tất cả chúng sanh duy tồn nhờ cái vật thực đó, thì nhờ cái thức ăn mà chúng ta có như thế này đó, rồi mình phải biết rồi cũng do duyên rồi mà diệt, rồi tất cả chúng sanh rồi không có ngoại lệ, tức là tất cả mọi người được sinh ra rồi phải chết chứ không có ngoại lệ. Mình đã biết được như vậy thành ra mình phải là cố gắng tu tập, chứ không tưởng tượng rằng mình sẽ mãi mãi sống. Bởi vì vậy cho nên là có nhiều người đã do cái nhờ cái câu này mà tu hành. Thí dụ như là Sa Di Pandita nữ của ngài Xá Lợi Phất, khi hỏi ngài trên đường đi hỏi ngài Xá Phất cây để làm gì rồi thế nào, rồi ông đó cũng do cái sự suy nghĩ đó mà ông ta tinh tấn tu hành để mà thoát khỏi sinh tử. Và chính ông Pandita đã xin phép sư phụ là ngài Sariputta không có đi khất thực nữa mà trở về nhà để quán, thì lúc đó là tứ đại thiên vương cũng phải canh cửa cho ông ta, rồi Đức Phật cũng phải đến biết rằng ngài Sariputta về, nhưng mà sợ ngài Sariputta gõ cửa vô thì làm phiền ông ta, cho nên đợi cho cái băng đi tá chứng quả xong rồi mới cho ngài Sariputta đưa vào đem thức ăn cho người học trò. Kính thưa sư phụ, sanh thì cũng do duyên mà diệt, liên quan đến cái sự tu tập của những người Phật tử và của những người tỳ kheo, là chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta đều sanh ra trên thế gian này đều do cái duyên, là do cha mẹ của chúng ta. Ta lớn như thế này là cũng do cái nhờ cái vật thực, và rồi chúng ta sanh ra và chúng ta cũng phải chết. Cho nên cũng vì do duyên đó mà chúng ta mà bị diệt rồi bị mất đi. Và biết như vậy thì chúng ta phải tinh tấn tu hành. Vì vậy chính kính thưa sư phụ, cái câu này nó có cái ý nghĩa sâu sắc. Mà nếu mà những người tu hành mà học một cái câu của Đức Phật giảng dạy, rồi ngài A Sa Chí đã thuật lại cho ngài Sariputta để khiến cho cái câu này nó nổi tiếng, và sư phụ đã nhớ là cái câu này mà đem ra đây để hỏi con, thì con thấy là cái câu này nó có cái tầm quan trọng như vậy. Thì nếu mà chúng ta quán sát là tất cả chúng ta
hiện hữu trên trần gian này đều sanh ra, mà cái gì sanh ra thì phải bị diệt đi. Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta rồi sẽ phải chết. Thì con chắc chắn như vậy, không biết là năm nay chết hay năm sau hay năm nữa, về năm này cũng là trên 80 rồi. Thì vì cho nên phải là tinh tấn tu hành. Đó, kính thưa sư phụ, là con thấy là cái ý niệm của các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt liên quan đến sự tu tập của người Phật tử, tức là người Phật tử phải năng nổ lên, phải tinh tấn tu hành lên để mà quyết đạt được những cái điều mà cái sở nguyện của chúng ta muốn đạt. Các tầng thiền, bốn tầng thiền của sắc giới, bốn tầng thiền của vô sắc và những bốn đạo, bốn quả của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư phụ, đó là những cái sự tư duy của con về cái câu hỏi mà sư phụ đã hỏi. Con xin trao mai lại sư phụ và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thu, xin trân trọng đức Quyên Thông. Bạch thưa tổ thầy sư, thượng tọa còn ở trước máy không? Nếu được thì kính thỉnh thượng tọa còn hãy trả lời cho câu thảo luận số 3. Và bạch thưa tổ thầy sư, có nhiều người đã hỏi xem cái câu mà nói rằng cái gì có sanh thì phải diệt đó, nó là một thứ triết lý. Cái câu đó đối với người tu Phật có phải là triết lý hay không? Và câu đó nó quan trọng như thế nào? Mà tại sao đôi khi chúng ta nghe đối với tuệ giác của chư vị A-la-hán hay là những vị đắc đạo chứng quả thì cái gì có sanh phạm, cái gì có sanh ác phải diệt, thì xin thỉnh thưa tổ hoan hỷ giải rõ ý nghĩa của câu đó. Thỉnh thưa tổ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái ý niệm mà cái gì có sanh ác phải có diệt, cái đó không phải là một cái triết lý suông. Và cái đó nó là một cái công án tu tập, một cái công án tu tập đặc biệt cho một người Phật tử. Vì nếu mà chúng ta chỉ thấy có sinh khởi và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tồn tại, cái gì nó có nó sẽ tồn tại, như vậy chúng ta sẽ một là rơi vào cái thường kiến, hai là mình khởi lên cái sự tham ái chấp giữ. Mà khi một người có cái sự tham luyến chấp giữ vì nghĩ rằng nó sẽ tồn tại, mà trên thực tế thì không có cái gì mà nó sanh lên rồi nó tồn tại, nó phải biến diệt. Mà một khi đã biến diệt thì đối với người trước đây họ chấp chặt cho rằng là nó sẽ tồn tại, bây giờ thì nó biến diệt rồi, thực tế phũ phàng như vậy thì người này sẽ rơi vào tình trạng khổ đau, rơi vào tình trạng khổ đau. Chúng ta lấy một cái ví dụ, thí dụ như một người khi thương yêu người khác
Mà nếu họ có nghĩ trước rằng là cái gì rồi nó cũng phải có cái sự biến diệt, xác thì nó cũng phải có cái sự biến diệt. Cho nên khi mà cái người thương, người thân đó mà bị già, bị bệnh, bị chết, thì lúc đó người này không đến nỗi khổ đau. Nhưng mà nếu như anh ta hay là cô ta chỉ biết yêu thương một người và nghĩ rằng người đó sẽ sống đời mãi với mình, thì trong trường hợp này khi mà người đó bị chết, bị biến mất ở trong cuộc đời, thì tự nhiên họ sẽ rơi vào cái tình trạng bất tỉnh với nước mắt đầy mặt, đấm ngực khóc than vô vực. Cho nên ở đây một người Phật tử tu tập để chúng ta không mắc phải cái thường kiến, và để chúng ta khỏi phải bị hệ lụy đau khổ khi mà cái đó nó bị mất đi, bị tan vỡ đi. Quán niệm cái gì có sanh phải có diệt. Cho đến khi nào mà chúng ta đạt được quả vị nhập lưu, pháp nhãn ly trần vô cấu sinh khởi, thì lúc đó chúng ta mới thật sự có một cái ý niệm chân thực văn thâm băng samudhi văn sắc văn tâm niro thăng tâm. Phạm tất cả cái gì có tính cách tập khởi thì cái đó đều có tính quay diệt, lúc đó mới thật. Còn như bây giờ đối với chúng ta thì có đôi khi chúng ta chỉ có một cái khái niệm, xuyên qua những gì mà chúng ta học hỏi được, chúng ta nhớ biết được ở trong kinh điển chúng ta nói. Nhưng mà dù sao chúng ta còn đỡ hơn là không biết gì cả. Chúng ta cứ diện thực hành như vậy. Cái gì có sanh phải có diệt, luôn luôn nhắn nhủ trong tâm như thế đó. Lúc ban đầu chúng ta chỉ nhắn nhủ giống như là chúng ta học bài, trả bài vậy thôi. Nhưng mà dần dần chúng ta sẽ thấm thía. Và khi mà chúng ta đã thấm nhuần, đã hiểu được, đã thấu triệt được cái đạo lý đó, thì lúc bây giờ ở trong cuộc đời của chúng ta không có cái gì vô thường tan vỡ mà nó làm cho mình đau khổ. Bởi vì chúng ta đã quá biết cái gì có sanh và có diệt. Cái đó hay lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta không nên xem cái câu nói đó như là một cái triết lý nhân sinh, chỉ nghe cho nó bùi lỗ tai, nghe cho nó hợp lỗ tai rồi bỏ qua. Và đó chính là một cái câu nói, một cái chân lý, một cái đạo lý mà Đức Phật đã thuyết. Anicca vata sankhara upa dakwa yatham minu upacitta niruchanti te sangu vasamosuko. Các pháp hữu vi, pháp tánh là vô thường, pháp tánh là sanh diệt, pháp hữu vi là vô thường, pháp tánh là sanh diệt. Cái gì đã sanh lên thì tất phải hoại diệt. Niruchanti upacitta niruchanti, cái gì đã sanh lên ắt phải hoại diệt. Te sahu vasamosuko, khi nào mà tịch tịnh được cái pháp sanh diệt đó thì mới thật sự là an lạc, mới là tốt tuyệt đối. Đó là ý nghĩa của câu thảo luận mà thượng tọa đẳng vừa nêu. Chúng tôi xin được trả lời Nam Mô Thầy.
Sa thú kính trình thưa tòa tổ sư. Thưa quý Phật tử, có rất nhiều điều được chúng ta nói trong cuộc sống như là một câu ngạn ngữ hay là ca dao, tục ngữ, thành ngữ, phương ngữ, thậm chí nó quá quen thuộc rồi thì mình thấy điều đó không có quá quan trọng. Nhưng mà kỳ thực đó là những cái ý nghĩa rất là sâu sắc riêng đối với người tu Phật. Hôm nay chúng tôi có thỉnh Chư Tăng để nói về ba cái ý niệm và thưa tôi thưa sư vừa nói đến ý niệm cái gì có sanh thì hẳn quại diệt được. Thì cô nói đó là một cái câu nói nền tảng của cái pháp gọi là vô thường, là muôn vật đều phải đứng yên. Và chúng ta có thể nói một cách rất là ngắn gọn, nếu mà mình nghĩ đến trái đất này rồi sẽ dẫn đến hủy hoại, thái dương hệ này sẽ dẫn đến hủy diệt, và kể những thiên hà như là Milky Way nó cũng có cái tuổi thọ nhất định, thì có xá gì với cái thân của mình, với cái vui cái buồn, cái đặng cái thất, cái binh cái nhục. Thật ra nó chỉ là một tấm, nó chỉ là một mãi mãi trong một khoảnh khắc nào đó. Cái gì có sanh phải có diệt, đó là cái nền tảng của cái ý nghĩa mà Phật pháp gọi là vô thường. Thưa quý vị, câu nói mà nói rằng các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt đấy, thì thật sự đó là cái nền tảng của một cái ý niệm mà Đạo Phật gọi là khổ hay là dukkha hay là sự rỗng không. Rất đơn giản là vì là một cái hạt giống được gieo xuống, dù đó là một hạt mè, dù đó là một cây xoài, dù đó là một cây sầu riêng hay cái gì đó, thì trong cái mầm mống mà nó khởi đầu cho cái cây đó, thì cái mầm mống nó đã chứa đựng, nó đã chứa đựng cái quyết định về cái sự chấm dứt của nó. Thí dụ như mình sanh ra được thụ thai làm con người, thì ngay lúc mà mình thụ thai để trở thành một hài nhi, một cái phôi thai trong bụng mẹ đó, thì ông nó đã có cái quyết định tính là con người đó không thể sống quá 100, 200 tuổi được, đã quyết định như vậy. Hay là một cái cây có thể 200 năm, 300 năm, ngàn năm. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay người ta nói rằng khi một chiếc xe mà được sản xuất ra, thì khi người ta sản xuất người ta đã có cái dữ liệu đó, chiếc xe đó chạy bao nhiêu cây số, có xe chạy được 200.000 cây số, có xe được chạy 300.000 cây số, nhưng mà không có một chiếc xe nào được sản xuất để chạy vĩnh cửu hết. Do vậy ở trong cái sanh đó thì nó đã có quyết định cái gì, trong cái sanh quyết định cái gì. Và đây là một trong cái điểm rất là khó hiểu của đời sống con người chúng ta. Tất cả những niềm vui sanh lên trong cuộc đời này đó, nó đều đã có quyết định tính là cái đó nó sanh ra như vậy, nó chỉ có tồn tại được như vậy. Do đó nó trở thành cái nền tảng của cái mà Đạo Phật là đúc khác. Hay trước khi chúng ta dịch là khổ, nhưng mà thực sự là cái gì khó chịu đựng, cái gì rỗng không, chỉ đúc khác nghĩa là rỗng không. Nó giống như là cái củ hành vậy đó, hay cây chuối đó, nó không có cái lỗi thực sự. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến các pháp mà do điều kiện đó, thì thực sự đó là nền tảng của cái Đạo Phật gọi là giáo lý vô ngã. Vô ngã ở đây tức là cuộc sống nó là một phần hùng. Phần hùng nó là sự hùng hạp của nhiều cái yếu tố, của nhiều thành tố. Cuộc sống nó nhiều điều kiện. Ví dụ như bây giờ mình có một công ty, có một cái cửa hàng, mà cửa hàng do nhiều người hùng vốn với nhau, thì mình đâu có làm chủ trọn vẹn nó được.
Thì cuộc sống này đó, nó luôn luôn là một cái sự hình thành bởi nhiều yếu tố. Yếu tố như người ta nói rằng mình ăn ngon thì thức ăn ngon chưa đủ, phải có người ăn ngon, phải cách ăn ngon, mình phải vui vẻ nữa. Nếu mà mình không vui vẻ thì thật sự là dù là ăn chén vàng chén bạc, sơn hào hải vị mà ăn nước mắt chăn cơm thực sự nó không ngon. Cuộc sống nó là một cái sự chấp vá, kết nối, tụ hợp của nhiều yếu tố, thành ra gọi là các pháp sanh do nhiều duyên, nhiều nhân nhiều duyên. Chúng ta hiểu điều đó tự nhiên mình hiểu lý vô ngã, hiểu điều đó tự nhiên chúng ta khiêm tốn hơn, hiểu điều đó tự nhiên chúng ta cảm thấy bình tâm hơn đối với cuộc sống. Nhất là con người mình hay độc đoán, của đòi hỏi là mọi việc phải theo ý mình, theo điều này theo điều kia. Thì ba cái pháp gọi là vô thường, khổ, vô ngã, khi mà mình nói rằng cái gì có sanh ắt có diệt đó là vô thường. Cái pháp do duyên sanh cũng chính do duyên đó mà diệt đó, thì cái đó là khổ. Mà các pháp vốn do nhiều điều kiện, mà cái bài học chúng ta hôm nay là học về tứ thực, là nói về vô ngã. Và đó là những cái ý niệm lớn chứ không nhỏ, không nhỏ trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ về về vô thường đó, nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Giả sử như là một cái chuyện buồn phiền mà mình nghĩ rằng nó sẽ vĩnh viễn mãi mãi đó, thì mình bực bội thôi. Nhưng mình nghĩ đó là nhất thời thôi. Cách đây 20 năm chúng tôi có một vài chuyện buồn phiền, nhưng mà bây giờ ngồi nhìn trở lại những gì xảy ra 20 năm đó, nó tồn tại trong vài ba năm rồi nó biến mất, nó không có nghĩa gì hết. Ngay lúc đó có thể mình thấy nó lớn, nhưng thật sự nó không có lớn. Nó chỉ là một thoáng, và một cái thoáng nó đi qua. Và thật ra đó, bây giờ mình có muốn lặp lại, mình có muốn dừng lại, mình muốn lặp, nó cũng lặp lại. Nó đã qua rồi, nó chỉ là đống tro tàn của quá khứ thôi. Rồi ở đây chúng ta thấy một điều rằng cái pháp gì đó nó có sinh mạng, có diệt. Cái thời gian ngắn ngủi đó, cái khoảnh khắc mà chẳng đến chẳng đi đó, nếu chúng ta thấy nó ngắn ngủi, thấy nó vô thường, thấy nó phù du, thì cái nhân sinh quan của chúng ta sẽ khác đi. Và khi nào chúng ta thấy cái pháp do nhân mà, do duyên mà sanh, do duyên mà diệt đó, thì thưa quý vị, chúng ta nghĩ biết đến một sự việc, đó là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, giống như đồng tiền thì có hai mặt của nó vậy đó. Cái đó cho chúng ta nhiều thì cái đó nó cũng lấy đi của chúng ta rất là nhiều. Đơn giản như vậy. Người ta khen mình, và do cái lời khen mình hạnh phúc, thì mình cũng nhớ rằng hạnh phúc khi người ta khen mình được, thì mình sẽ đau khổ khi người ta chê mình được. Nó đơn giản. Không có ai mà vui mừng khi người ta khen mình mà tới chừng người ta chê mà mình không buồn hết. Nó luôn luôn nó có hai mặt như vậy. Nó có cái này, luôn luôn nó có cái kia. Và do vậy chúng ta hiểu rằng cái bản chất của cuộc sống nó là luôn có hai mặt. Nó có cái thuận, cái nghịch. Nó có cái vui, cái buồn. Nó có cái được, cái mất. Như câu chuyện gọi là tái ông thất mã. Và nó không có lưỡng toàn. Nó không có hoàn hảo. Và nó không có cái gì mà gọi là hoàn toàn như ý của mình hết. Chúng ta luôn luôn tìm một cái gì mà mình mãn nguyện nhất, mình hài lòng nhất, nhưng mà được cái này thì nó mất cái kia. Chúng tôi lấy cái ví dụ ở trong đời sống của chúng ta là mình đi chiếc xe cũ thì nó có một cái điểm mà nó làm cho mình không có vui, đó là người ta thấy xe chạy xe cũ thì thấy nó thường quá, nó không có gì đặc biệt, nhưng mà nó có cái hạnh phúc đó, là mình không phải lo lắng cho nó nhiều. Mình đi chiếc xe mới thì nó lại có cái tốt đó, là mình có thể hãnh diện vì nó, mình cảm thấy vui vì nó, đẹp đó. Nhưng mà rồi mình cũng lo lắng về nó nhiều. Thì cái được và cái mất đó nó luôn luôn, nó là hai cái mặt của đồng tiền. Khổ não cũng vậy. Khổ não. Bởi vì ngày Bứt Tha Khô Xá, ngày có một câu nói mà chúng tôi thường nhớ cũng buồn cười, ngày nói rằng con chó thì nó có hai loại chó. Một loại chó nó cắn chủ, và loại chó không cắn chủ, nó phản chủ. Thì người nói niềm vui chúng ta thì có những niềm vui không có cắn chúng ta, mà có những niềm vui nó cắn lại chúng ta, niềm vui phản chủ. Tức là thì nếu mà suy nghĩ cho cùng, hầu hết những cái niềm vui trong đời sống, hầu hết những hạnh phúc trong đời sống chúng ta, nó đều là phản chủ hết. Tức là mình vui cho lắm thì mình muốn buồn cho thật là nhiều,
cuộc sống đó. Nó muốn gì thì cả, tức là các pháp sanh ra cho điều kiện như ngày hôm nay chúng ta học về tứ thực. Nếu chị tứ thực rõ ràng rằng nó cho biết là cuộc sống nó vốn là một sự vay mượn. Dạ. Tại sao nó vay mượn? Là tại vì giống như cái khoa mình chân trung bình, nếu không có nước không sẽ héo đi. Cái cây mình không có vung phân tưới nước thì nó héo đi, tiêu đi. Tất cả cái gì mình có trong đời sống đều phải duy trì hết. Không có cái gì mình có rồi mình để đó, nó nằm yên nó hoài cho mình đâu. Nó phải có điều duy trì. Và bởi vì chúng ta phải duy trì mọi vật, thành ra chúng ta phải có cái giá mà trả cho nó. Và cái giá đó làm cho chúng ta vất vả rất là nhiều, nhiều lắm. Đó là một cái bài học lớn của đời sống. Có một lần chúng tôi đi với, thật ra cũng gần đây thôi chứ không có xa, là đi với một số thầy đến thăm một vị sư cả trụ trì một ngôi chùa rất là lớn. Quý vị tưởng tượng là từ ở dưới chân đồi mà lên trên tới cái tháp đó là có 300 mấy chục tầng cấp, và có 2 con rồng rất là đẹp, có những cái hàng hoa sứ rất là đẹp, và rồi ở trên đó cái tháp là thép vàng. Thì một cái vị ở trong phái đoàn mới nói với chúng tôi rằng sư cả và làm trụ trì ngôi chùa này chắc là còn giàu độ nào. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng vị đó có cái điều kiện về tài chính đó cũng khá đó. Nhưng mà chúng tôi nhìn cái cơ ngơi đó thì chúng tôi hiểu rằng vị đó bận rộn rất là nhiều. Bận rộn nhiều đến nỗi mà không có thời giờ để mà làm việc khác ngoài cái chuyện chăm sóc ngôi chùa. Bận rộn nhiều đến nỗi có lẽ là cũng có bao nhiêu thời giờ để xem kinh sách nữa, tại vì nhiều công việc quá. Thì đời sống của chúng ta nó luôn luôn là cái giá nó phải về cái gì mình có đều mình phải có điều kiện để gì hết. Chúng tôi nhớ rằng có một lần có một hai cặp thanh niên, có một cặp thanh niên nam nữ, một người thì làm ra trường làm bác sĩ là ông chồng, và vợ là dược sĩ. Họ còn rất trẻ thưa quý vị, khoảng trên dưới 30 tuổi. Ra trường rồi mà lại cha mẹ lại để lại một cái nơi để làm một cái clinic, tức là mình thuê nhiều bác sĩ khác về rồi. Nghĩa là đời sống toàn một màu hồng. Thì đến gặp Hòa Thượng Hộ Giác để xin Hòa Thượng chứng minh để cho làm lễ cưới đó, thì bị đi về rồi. Thì Hòa Thượng mới đi bộ với chúng tôi ở ngoài, ngoài sân, ngày mới nói một điều người nói rằng thiệt ra mình có sống nhiều cái năm trong cuộc đời mình trải qua rồi đó, thì mình nhìn lại là mình nhìn khác đi. Thí dụ như nếu người bình thường thì thấy rằng ra trường còn trẻ đó, chồng làm bác sĩ, vợ làm dược sĩ, tài sản đó, lợi tức đó thì quả thật là nhất ở trong cuộc đời này rồi. Nhưng mà nếu mình nhìn như vậy thật ra mình nhìn rất là phiến diện, nhìn rất phiến diện. Mình không thấy cái giá của mình phải trả để có được cái học vị như vậy, cái giá để trả để có được cái cuộc sống như vậy. Và đôi khi từ cái cuộc sống như vậy đó, con người trở nên khó khăn hơn, khó khăn với chính mình, khó khăn với người thân chính mình của mình nữa, chưa chắc là mình đã được hạnh phúc nhiều. Thì chúng tôi nhớ những lời mà Ngài Hòa Thượng nói đó, chúng tôi lại nghĩ đến chuyện là quả thật mỗi người trong chúng ta thưa quý vị đều có những cái nhìn rất là hời hợt về cuộc sống. Mình thấy người ta có cái vườn hoa rất là đẹp, và mình nghĩ ô phải chi mình có được cái vườn hoa như vậy, nhưng mà quên rằng bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là sự chăm sóc mới có được cái vườn hoa đẹp như vậy. Tức là cuộc sống nó có cái giá để mà trả, và cái giá trả đó, cái giá để mà trả đó nhiều khi nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của mình. Hãy mình phải trả cho cái này thì mình mất cái khác, mình được thì mất khác, chứ không phải là mình được được hết cả hai thứ đâu. Dạ, luôn luôn. Nhưng mà một thứ mình được Phật dạy rất là rõ, đó là cái giá lớn nhất của chúng ta trả đó là sự chấp thủ. Dạ, sự chấp thủ. Và trong sự tu tập thì chúng ta hiểu rằng các pháp có điều kiện, thì mình cái tâm mình trở nên điềm đạm hơn, mình an nhiên hơn, bớt có nông nổi hơn, bớt có suy nghĩ một chiều, bớt có võ đoán, và mình có thể nhìn sự vật một cách tỉnh táo hơn.
nó phải có mặt này và mặt kia. Thì trong trong Phật học đó, giáo lý duyên khởi cho chúng ta nhiều bài học quan trọng. Là giáo lý duyên khởi nói đến là các pháp sanh lên là do nhân, do duyên. Cái nhân, cái duyên đó, đó nó là một cái đặc biệt của Phật pháp, không đơn giản là một cái vũ trụ quan. Các tôn giáo khác thì nói rằng vạn vật sanh ra là ý muốn của một vị thượng đế tối cao, nhưng Phật pháp nói rằng do nhiều nhân duyên, có thể do nghiệp, do duyên, do tâm. Và khi mà chúng ta nói về tứ thực, thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái chất liệu của vật chất, nuôi dưỡng vật chất. Nhưng mà khi mà nói đến xúc thực thì chúng ta nói đến cái cảnh, cái cảnh. Giả sử như mình đặt mình vào trong một cái bước, ở trong điều kiện nào đó, trong môi trường nào đó, thì chính những cái thấy, cái sự gặp gỡ giữa căn và cảnh thức có ảnh hưởng trực tiếp. Tư niệm thực đó về cái nghiệp, nghiệp không phải là tất cả, nhưng mà nghiệp đóng vai trò là quan trọng. Nghiệp có thể là từ quá khứ tác động hiện tại, và hiện tại tác động hiện tại, và hiện tại tác động về tương lai. Cái điều đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải cân nhắc và hiểu rất là nhiều. Và đặc biệt là tức thực. Tức thực cho chúng ta thấy rằng các giác quan, nếu mình sanh lên đời có danh sắc thì có lục nhập, có lục nhập thì chúng ta có sáu thức. Thức ở đây là thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức. Thì những cái cái giác quan đó nó có cái nhu cầu riêng, nó có đòi hỏi riêng, và nó có cái tác động riêng. Thì khi mà một người học Phật mà học về tứ thực, chúng ta thấy là cuộc sống này nó giống như một công ty. Công ty đó nó vận hành là do nhiều điều kiện. Công ty đó vận hành là do sự lao tâm mệt trí, chứ nó không đơn giản bình thường. Công ty đó đó là công ty mà nó do quyết định của nhiều người, chứ không phải một mình quyết định tất cả. Chúng tôi nhớ ở bên Mỹ thường người ta có hai sự lựa chọn. Một là đi làm ở sở, hai là tự mình điều hành một cơ sở thương mại, gọi là employment. Thì cái self-employment ấy, thì mình sẽ quyết định thì giờ của mình được. Và thường là mình làm giàu, vô thương bất phú. Nhưng mà self-employment ấy, thì thực ra nó cũng vất vả, từ giờ vất vả lắm. Có nhiều người tán gia bại sản, còn mình đi làm cho công ty thì thật sự mình làm theo quyết định người ta. Người ta vui, người ta thấy có lợi thì người ta nhận mình làm. Người ta không có lợi thì họ sa thải mình. Nhưng mà cái lên xuống, cái thăng trầm đó là công ty gánh chịu, chứ mình không chịu. Không được thì bỏ bỏ việc đi làm chỗ khác thôi. Thì cái việc mà lựa chọn tự mình để quản trị một cơ sở thương mại, điều hành cơ sở thương mại, làm chủ cơ sở, một cơ sở thương mại, và hoặc giả đi làm cho hãng xưởng, đó là hai sự lựa chọn. Thì trong cuộc sống của chúng ta, thì thưa quý vị, đây là hai cái thế giới của ảo giác. Một là mình nghĩ rằng mình làm chủ tất cả thế giới này. Mình muốn rằng mình đi con đường này, mình lựa chọn nghề nghiệp như vậy, mình mua căn nhà như vậy, mua xe như vậy. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ đó, thì thưa quý vị, tất cả đều là sự hùng hạp hết. Tất cả mọi thứ nó đều là một cái kết tụ của nhiều nhân, nhiều duyên hết. Chúng ta làm không làm chủ được tất cả mọi thứ. Như ngày hôm nay chúng ta vào sinh hoạt trong rung Phật pháp Buddha Dhamma này, thì thưa quý vị, nó cũng là một cái sự kết hợp của không có các vị giảng sư thì cũng làm được, quý Phật tử không vào thì cũng làm được. Nếu mà có các vị giảng sư, quý Phật tử mà phao thoát đó, nó giữ chứng trục trặc thì cũng không làm được. Thì như vậy đó là các pháp do nhiều nhân, nhiều duyên. Vì vậy trong cuộc sống này, bài học trước nhất về giáo lý duyên khởi là bài học về sự khiêm tốn. Và khiêm tốn, chúng ta không có không có lúc nào cũng đòi hỏi là mọi việc phải như thế này, phải như thế kia theo ý của mình hoàn toàn. Đức Phật thì nói rằng nếu mà cuộc đời mà nó phải như thế này, đừng như thế kia theo ý mình, thì nó không thể gọi là vô ngã. Mà bởi vì
mình không thể nói nó luôn luôn phải như thế này đừng thế kia, thành ra đó cái pháp đó là vô ngã. Mình đọc mình hiểu, chẳng những mình khiêm tốn, mình còn xóa tan đi cái ảo giác. Quý vị thấy rằng ảo giác về thần ngã, ảo giác về một đấng toàn năng làm chủ tất cả, ảo giác về mình làm chủ thế giới này. Thật ra tất cả những cái quan điểm về về tôn giáo, về chính trị, đặc biệt là chúng tôi nói tôn giáo chính trị của phương Tây, phương Tây trong đó có Kitô giáo, ở trong đó có chủ nghĩa cộng sản và con này đó, thì luôn luôn đó, là họ muốn làm chủ thế giới này. Cái làm chủ thế giới này, tôi muốn là ảnh hưởng tất cả, tôi muốn chi phối tất cả, tôi muốn là bá chủ tất cả. Nhưng mà rồi đâu có đế quốc nào làm chủ tất cả. Cái ý niệm làm chủ tất cả, nó ý niệm của chính trị, của bá quyền, mà ngay cả ý niệm của tôn giáo. Chúng tôi nhớ rằng đi sang các nhà thờ của Mỹ hay là sống ở Mỹ thì người ta hay thường nói là Đức Chúa Giêsu là King of the King, King of the Kings, tức là vua của các vị vua. Cái ý niệm mà vua các vị vua đó là ý niệm mà người Tây Phương rất là khao khát. Họ muốn có một vị chủ tể, có một vị vua, có một vị minh chủ, chủ tể tất cả. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật giáo đó, mà mình muốn mình làm vua của tất cả là một ý niệm rất là bệnh hoạn. Thì thứ nhất đó, là không ai làm chủ tất cả được hết. Dạ, không ai làm chủ tất cả. Và thứ hai nữa đó là thứ gì? Làm chủ tất cả để làm gì? Thật ra một mình đã mệt rồi, mình làm chủ tất cả mà mệt thêm. Chúng tôi phải nói thẳng một điều là đó là một khái niệm rất là bệnh hoạn. Do vậy thân tình thì phải nói như vậy là khi mà chúng ta học vào giáo lý Duyên Khởi và như vậy học về tứ thực thì chúng ta thấy rằng tất cả đều là sự cộng hưởng. Cộng hưởng nó không có một cái yếu tố đơn lẻ quyết định. Và do vậy chúng ta nên khiêm tốn hơn và sống ôn hòa hơn, sống thực tế hơn đối với đời sống này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp của Gautama ở tại đây. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạy Phật pháp hữu ích.